Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Tạ Thị Nhi, 32 tuổi, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị Đinh Thị Nguyệt, 48 tuổi, là chủ cửa hàng vàng Hải Dương tại thôn 6, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn đang đứng bán hàng, thì có một phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, vào hỏi mua một nhẫn vàng 4 số 9, loại 5 chỉ, trị giá gần 28 triệu đồng. Sau đó, người phụ nữ xin số tài khoản để chuyển khoản trả tiền cho chị Nguyệt. Khi chị Nguyệt đang kiểm tra điện thoại xem tiền đã chuyển vào tài khoản hay chưa, thì người phụ nữ này đeo những vàng vào tay, bỏ chạy ra ngoài nhảy lên xe máy tẩu thoát. 12 giờ sau khi xảy ra vụ án, công an huyện Giao Viễn đã bắt giữ tạ Thị Nhi là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên.